Trước tiên mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thì các bạn ơi, thì hôm qua cái đoạn clip mình nói với các bạn là mình không có cầm cái tiếng này, nhưng mà chú đất sáng ngày chú ra sớm các bạn, chú tự chú cầm luôn nè, để mình lên mình gặp chú nha. Chú cái cây bẹo trắng nó trển làm như cầm hơi chặt đó chú ơi. Phải không? Dạ. Dạ, rồi giờ làm sao? Rồi cái cây trắng nó bỏ phải không? Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, chú cầm hết rồi phải không? Rồi, 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 dạ. Giờ con đi dưới hay con đứng đây? Đi dưới á. Con đi dưới phải không? Dưới dòng lên này mới ngay hơn. Dạ, dạ, dạ. Để con đi dưới rồi con đi chú dưới. Đứng chú đứng đây đây ha. Tại vì miếng đất này cái đầu bự đầu nhỏ các bạn. Thì chú nói chỗ này có cái cây bẹo trắng trên đây nè. Hôm qua chú cầm lệch các bạn ơi. Trời ơi, hôm qua nay mình nhắm cái bẹo trắng này mình làm. Sáng ngày chú ra chú nói cầm lệch rồi. Chắc cái bờ trên cũng trứt lớt luôn rồi quá các bạn ơi. Để mình lên mình coi coi. Thì mình làm cái này thì mình làm mình chia sẻ về cái nghề xe cuốc của mình nha các bạn. Chứ mình không có nói mình làm giỏi hay là làm hay gì nha các bạn. Mấy bạn mà xem clip mình á thì mấy bạn xem cho vui thôi. Rồi lệch luôn các bạn ơi, lệch khoảng có 3 tấc rồi. Cái bèo trắng này là chú cầm. Rồi hôm qua mình cứ hôm qua buổi trưa nè, chú nói chú cầm cây bèo trắng này nè thì con nhắm là con làm đi. Thì chú kẹt không chuyện rồi. Thì xe mình đây mình nhắm cái bèo trắng này mình cứ làm tới mà nào ngờ chặt hết có 3 tấc rồi. Thì nên sáng ngày chú lên chú cầm lại nè. Đây các bạn, chú cầm ăn ra quá trời. Rồi chú canh một con đi. Được chưa? Hả? Đem xe luôn hả? Chú kêu mình cầm lên đây luôn. Rồi chú đi động dữ cầm con cây đó chú ơi. Dạ. Giờ mới chỉnh ngay lại được các bạn. Chú sửa cây lại con ơi, cái cao á. Chú sửa qua đám dừa á. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Rồi được rồi chú ơi. Tại hôm qua chú cái đoạn nãy clip á chú mình thấy đó, mình cầm chặt hết cỡ 3 tấc á các bạn ơi. Bây giờ mình chỉnh lại nè. Để mình lên mình coi cái bờ coi nó có vô vô đám dừa nữa nữa nữa. Rồi vô đám dừa, sửa đám dừa một chút, vô đám dừa. Rồi 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 rồi. Ở đây mình làm thì xe mình tối mình bỏ luôn các bạn ơi. Mình có nhờ bà con ở đây người ta tối người ta coi giùm mình. Tại vì mình các bạn biết rồi, mình bây giờ tới hồi mà anh em nào ta không thích mình á, dù mình giữ người ta cũng phá mình hả các bạn. Thôi giờ bắt đầu mình cái công việc của mình các bạn ơi.
Hôm giờ mồi bên bờ bên đây nó bị xì mồi quá tay các bạn. Thì chắc từ cái chỗ này nè, mình xuống phà mình xa lắm các bạn. Thì trưa thì bà xã mình lên rước mình về, thì lúc đó mình mới quay cho các bạn xem clip gửi đến các bạn. Một ngày thì mình ra một cái video các bạn ơi. Kể dù mình làm không có hay nhưng mà mình làm đi, mình gửi lên cho anh em nào trong nghề đó, thì ai xem được thì xem. Hồi chiều hôm qua thì mình vừa làm xong á, mình làm xong một đoạn à. Cái này mình sáng giờ thì mình cũng làm được, cũng được một đoạn rồi. Thì mình làm một đoạn trên kia kìa. Cái mình mới lên bờ để mình nhìn xuống các bạn. Mình thấy sao mà trật lất vậy ta. Cái mình mới về nhà mình lấy điện thoại mình điện chú. Mình nói chú ơi, chú sáng ngày mai chú ra chú coi lại coi sao mà cái tiếng sao không thấy chặt lất rồi chú ơi. Cái miếng ruộng đó các bạn, tại vì cái đầu tảnh nó nhỏ, đầu dưới này thì nó bự, nhỏ hơn thì trong clip trước mình nói là nhỏ hơn khoảng 8-9 mét gì đó. Thì chú cứ nhìn đường thẳng không à, mình mới thấy chặt lất rồi. Rồi mình mới nói chú sáng ngày ra chú nghiên cứu lại, chú làm thì con làm chặt lên theo luôn đó. Tại vì các bạn này biết đi, thì mình làm lần này thì biết nào chú làm lại nữa. Tại mình lên clip chú trồng dừa đâu có sửa đâu các bạn, nên lần làm lần khó các bạn. Nên mình mới nói với chú như vậy. Sáng ngày chú ra chú kiểm tra lại thì chú cầm lại thì cái cây đó thì nó chịch hơn khoảng 2-3 tấc rồi. Thì nên mình lên cái mình chỉnh nhẹ lại cái các bạn. Mình á thì mình làm YouTube thì không phải là mình đang làm là mình đang làm cái này là giống như là mình làm chia sẻ lên cho các bạn, mình giống như mình làm YouTube luôn. Cũng có nhiều bạn mới comment mình đó các bạn, nói nhiều cái thì nói mần thì dở quá, mà ngày nào cũng đăng hết trơn vậy. Thì các bạn nghĩ đi, gì mình đâu có nói mình mần ai đâu, mình đang nói là mình mần là mình đang làm YouTube. Thì mình đăng lên thì để cho những bạn người ta đam mê cho cuốc người ta xem. Rồi thì mỗi khi mà người ta làm mệt gì đó, ta vô mở kênh của mình người ta xem các bạn. Rồi thì những bạn mà mới vào nghề nè, người ta xem coi người ta có học hỏi gì được không. Đây là mình đang chia sẻ lên đây thôi, chứ thật sự ra thì mình cũng, các bạn đừng nghĩ làm YouTube có tiền, không có đâu bạn ơi. Mình có thấy tiền bạc gì đâu. Nhiều khi mình xuống dùng Long Khánh mình làm, mình đăng lên một cái clip là mất có 8-9 GB á các bạn. Thì mình một cái clip thì các bạn nghĩ là bao nhiêu tiền rồi, mà mình đâu có suy nghĩ tiền bạc đâu. Chú dùng Long Khánh mà làm đâu có wifi gì đâu, nhưng mình về đây thì mình có wifi mình đăng nè các bạn. Những bạn mà đang xem clip này của mình, như cái này thì chú vừa trồng từ mé này vô thôi nha các bạn. Trong đây chú không có trồng nên mình chỉ trải màu là mình trải cặp mé thôi, chứ không phải mình trải màu hết luôn nha các bạn. Nhiều khi những bạn mà vô tình xem clip này của mình nè, các bạn đó không hiểu, các bạn tưởng mình làm ở mấy vùng khác, mấy tỉnh khác á, mấy tỉnh khác thì người ta chỉ màu hết luôn á. Đây các bạn, giống như chú trồng dừa trồng mé bờ vậy các bạn, tặng cho cái rễ dừa mình nè, nó được nước. Mình thì mình làm dở lắm các bạn ơi, nhưng mà mình nói chuyện mình thuyết phục chủ đất được các bạn. Như mấy miếng đất này là tự chú điện mình đó các bạn, chứ mình cũng không đi kiếm đất ngày nào luôn á. Mình làm ở đây là toàn là anh em người ta chỉ, thứ nhất. Cái thứ hai là chủ đất người ta có số điện thoại mình đó, rồi chú cháu người ta điện mình. Thank you.
mà nói về vấn đề giá cả thì dân địa phương ở đây người ta có xe nè các bạn, thì anh em địa phương người ta mặn nhiêu mình mặn nhiêu, hạ giá cái đó người ta kiếm mình à. Để sẵn đây mình nhớ vụ hạ giá này, mình kể cho các bạn nghe câu chuyện. Cái năm đó mình mần ở rừng U Minh Thượng đó bạn, rừng U Minh Thượng ở tỉnh Kiên Giang, thì cái chú cò dẫn mình đó các bạn, chú nó hiền dữ lắm. Còn cái xe khác dẫn bò á, có cái anh kia anh cũng giang hồ ghê gớm lắm. Mình vô miếng đất đó, tính ra miếng đất đó cũng lớn lắm nè, đất đó tính ra thì giá số tiền thời điểm đó là gần 100 triệu á. Thì mình mới vô đó mình làm, thì mình đâu có biết là cái miếng đất đó thì cái anh giang hồ đó đang dành miếng đất đâu các bạn. Thì mình tới mình làm, thì mình vừa găm xe vô à, thì đi xe ông ra đi 4 người các bạn, 4 người thanh niên không à. Lại hỏi miếng đất này ai cho anh làm ở đây, thì mình mới nói thì người ta kêu chú Duyên là chú dẫn tò mình. Chú Duyên thì em làm thôi, em đâu biết gì đâu anh. Cái đất này là kêu anh Hận rồi, anh Hận là anh tò. Mà mình cũng nghe tiếng anh Hận này cũng ghê gớm lắm. Thì mình mới điện cho chú Duyên, thì nói chú Duyên ơi giờ đất này kêu anh Hận rồi, thì mình đâu có làm được chú. Cái gì chú mới nói trời ơi làm đại đi con ơi, đại đi, mình đâu có dám làm đâu các bạn, người ta đứng vậy mình đâu có dám làm. Thì mình mới điện 2-3 người vô giải quyết các bạn ơi. Rồi cuối cùng cái giải quyết này nọ rồi mới đó mình bỏ luôn, mình đi luôn để xe anh Hận làm luôn các bạn. Bởi mình đi làm xứ xa nhiều cái mình thấy nhiều người ta cũng ganh đua lắm các bạn ơi. Nhiều lúc thì mình làm gì nữa hơi chậm, trong lúc nói chuyện nè là con mình ra ngồi kế bên mình nữa, thì nên mình làm hơi chậm thì các bạn xem, thì các bạn xem vậy thôi chứ đừng có nói mình làm chậm quá nghe anh ơi nha các bạn. Thì sáng giờ mình làm được đoạn cũng khá xa đó các bạn. Bây giờ trưa thì bà xã mình lên rước mình về, tại ở đây mình đợi xà lan mình xa lắm các bạn ơi, khoảng một cây ngoài số, cây rưỡi số. Thì cái clip trước mình có nói với bạn là mình lên xe chỗ khác mà mình chuyển lại chỗ khác mình đậu đó các bạn. Thì mình đậu cái chỗ mà mình đậu nè, chỗ này thì cũng có điện trên bờ kéo xuống nữa, mình cũng thoải mái nữa, nhà của gần nhà của bạn của mình. Mình giờ mình đi làm xứ xa mà thì giờ anh em ruột đồ cũng đâu ở gần đâu, ăn mình vậy đó, mình coi như anh em trong nhà vậy các bạn ơi. Mình mến người ta mới mến ngược lại mình. Cái nước này là do muội ở trên mình ruộng mình để nó qua đây á các bạn. Mình cũng chưa biết cái chiều dài của cái miếng ruộng này bao nhiêu nữa, nhưng mà các bạn nhìn thử xem còn xa dữ lắm. Mình làm là chưa được phân nửa đó, chưa được phân nửa đoạn đường này nữa nè. Ráng mần sao đừng có sạt lở, tại vì trên lộ trên kia thì ngay đường lộ thì người ta chạy coi nhiều đó các bạn. Cái gì cũng vậy, mình làm nghề xe như mình vậy nè, thì các bạn để ý đi, mình làm
ngay cái đường lộ thì nhiều người biết lắm. Ví dụ như miếng đất nằm trong kẹt trong hốc đi thì mình làm lỡ có công chút đỉnh thì không sao. Ví dụ như miếng ruộng vậy mà ngay đường lộ vậy mà mình làm cái clip mà hai cái clip mà như hai khá được cái rồi thì người ta hồi luôn á. Thì người ta chạy trên lộ người ta nói trời ơi chú đó mà vậy mà không muốn gì. Thì ví dụ nó vậy. Thì ví dụ như mình làm được đi thì người ta chạy trên lộ đó trời ơi xe đó mà vậy ta nhìn thấy đẹp quá ha. Cái chủ nhà ta trả tiền mình mà ta cũng mắc luôn nó bạn. Dù mà mình làm nó hơi mắc tiền chút. Thí dụ đi. Thì chủ đất người ta cũng mát ruột nữa. Còn mình làm dở rồi cái trời ơi mình nói các bạn nghe đấy, chủ đất người ta buồn rồi. Rồi mình cũng không được vui nữa. Người ta nói trời ơi chú làm sạch trơn rồi chết tôi rồi. Ví dụ nó vậy. Nhiều khi mình sạt lỡ rồi đâu ai mong muốn đâu các bạn. Thì mình xin tạm dừng cái clip mình ở đây. Thì mình hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký mình nghe các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn á có chữ đăng ký. Các bạn bấm vào đó giùm mình. Khi mình ra một cái clip mới á nó sẽ có cái chuông thông báo, nó sẽ hiển thị vào máy của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.